gia sư hoàng gia là những người tài năng và sáng suốt được tuyển để dạy dỗ những vị hoàng tử nhằm chuẩn bị cho việc kế vị ngai vàng và ta gặp được ra người đã được chọn để làm gia sư hoàng gia đây là hai ne người được nhà vua gọi đến để dạy dỗ cho bốn vị hoàng tử trẻ vua có năm người con trai và một người con gái và đề phòng bất chắc xảy đến với con cả nên nhà vua muốn hai ne đào tạo cho bốn anh em vì theo nhà vua thấy thì cả bốn người con này đều chưa sẵn sàng hai ne sau chuyến đi dài thì cũng đã đến được lâu đài của gia đình hoàng tộc nhưng quân lính đã cản anh lại vì nghĩ anh là một đứa nhóc anh định lấy giấy giới thiệu việc bản thân là gia sư thì họ lại nghĩ anh là con trai của gia sư thật hoàng hậu phải đích thân đến đón anh thì anh mới có thể dễ dàng vào trong và anh cũng cho hai người lính đây biết luôn rằng anh là người trưởng thành hoàng hậu đã xin lỗi hai ne về lỗi của quân lính nhưng anh đã quen với việc bị hiểu nhầm nên chẳng sao hai ne thấy vinh dự khi là một thường dân mà lại bước vào cung điện của hoàng tộc nhưng hoàng hậu thấy việc nhà vua đã chọn anh thì chứng tỏ là anh có tài vì đa phần những gia sư trước đây đều bỏ việc giữa chừng trong khi hoàng hậu thấy bốn đứa con trai thì đều tốt hai ne cũng phải ngưỡng mộ tình thương này nhưng dẫu các hoàng tử có ra sao thì anh vẫn sẽ nghiêm khắc dạy dỗ. Hai Ne đã vào gặp bốn vị hoàng tử và chóng ngợp vì họ đẹp cứ như từ tranh bước ra. Người đầu tiên đến chào hỏi Hai Ne là Leon, một hoàng tử có cái tôi cao như núi Everest. Người thứ hai là Lick, em út trong hàng ngũ hoàng tử và có tính cách nhí nhảnh ham chơi. Người thứ ba là Tam hoàng tử Bruno, Bruno có vẻ lịch thiệp nhưng nghe việc Hai Ne chưa từng học qua trường nào thì đổi sang lạnh nhạt. Người anh hai là Cai người có vẻ là ít nói nhất và tự nhiên lại trừng mắt với Hai Ne một cách đáng sợ ne sau khi nắm rõ thông tin thì muốn phỏng vấn từng hoàng tử để hiểu rõ hơn và chọn ra bài học cho họ. Nhưng Leon từ chối vì không thích gia sư, Bruno cũng chẳng cần một gia sư chưa từng học qua trường nào nên Haine giờ đã hiểu lý do các gia sư trước đều bỏ việc. Nhưng Haine chẳng quan tâm và cũng sẽ không từ bỏ vì vua cha của cả bốn anh em đã giao cho anh công việc này nên anh sẽ làm cho đến cùng. Leon đòi chối bỏ bài học của Haine để vua cha đuổi Haine đi nhưng Lick nhớ ra là đã đến giờ có khách nên nếu Haine muốn phỏng vấn thì sau đó nhớ đến phòng cậu ta mà tìm bruno cũng ra về và dặn hai nay thích phỏng vấn thì đúng giờ đến gặp muộn một giây thì ra về đi là vừa cai cũng định nói gì đó và rồi bỏ đi khiến leon bị bỏ lại một mình nên hai nay kéo cậu ta đi luôn trong tài liệu thì ghi leon là người khiêm tốn điềm đạm và tử tế với mọi người nhưng nhìn thực tế thì vẫn chỉ là hoàng tử everz kiêu ngạo hai nay có hỏi lý do leon ghét các gia sư đến vậy thì cậu ta nói ra việc các gia sư đáng ghét như ớt chuông vì cậu ta ghét ớt chuông cậu ta cũng cho rằng bản thân không hề trẻ con dù nhìn kiểu gì thì vẫn cứ quá trẻ con nhưng lý do chính thì là do gia sư nào cũng chỉ quan tâm đến tâm trạng của vua cha ra sao để tranh thủ nịnh hót chứ chẳng bao giờ quan tâm đến cậu ta và thứ hai là cậu ta ghét học mỗi lần bị ép học thì cậu ta đều chạy đi và vì không ai đuổi được nên cậu ta có hàng đóng cúp cho việc chạy hai ne thử nói về việc học thì cậu ta đã có ý định chạy nhưng anh bắt buộc phải cho leon làm một bài kiểm tra nên leon ngay lập tức chạy đi cửa chính bị chặn thì cậu ta chạy bằng cửa sổ nhưng leon lỡ làm rơi nhật ký và để hai ne lụng được anh đọc thử thì trong này toàn mấy điều tiêu cực leon nghĩ về bản thân Cậu ta lừa là của Nick nên Hai Ne định đi trả khiến cậu ta phải xin anh trả lại, nhưng Hai Ne sẽ trả khi cậu ta làm bài kiểm tra. Từ chối thì anh đọc cho mọi người nghe, Leon đã chịu làm bài kiểm tra, Hai Ne thấy Leon tuy lười học nhưng khi đã nghiêm túc thì vẫn cố để giải cho hết. Đọc qua nhật ký thì anh biết Leon cũng có mặt yếu đuối và muốn xem Bruno là hình mẫu để nhắm đến, và sự kiêu ngạo cậu ta trưng ra là để che đi phần yếu đuối. Hai Ne muốn Leon đến họp vào cuối ngày để sau đó anh mới bắt đầu buổi học. Leon không ngờ là Hai Ne đi thật đột nhiên người hầu đến giao cho leon miếng bánh và trên đó là lời nhắn cho việc leon đã cố gắng nên đây là phần thưởng hai sau đó đã đến gặp hoàng tử thứ hai là bruno người được xem là thiên tài với tri thức tuyệt vời vừa vào gặp hai ne đã dễ dàng cho bruno làm bài kiểm tra đã vậy xong còn rất nhanh nhưng bruno muốn được kiểm tra lại hai ne vì cậu ta cho rằng trước giờ chưa có gia sư nào thông minh hơn cậu ta để thực sự dạy cho cậu ta thứ gì đó cậu ta gạ hai chơi cờ vua và rồi những câu nói như không ngờ gặp phải thằng liều vang lên và trắng chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của đen chưa phục nên bruno gạ thêm vài môn nữa từ tính nhẩm âm nhạc cho đến cả vận may trong bài bạc bruno sau cùng đã đưa cho hai ne một bài kiểm tra và anh không những giải nhanh mà còn tìm được lỗi của bruno trong đó bị ao trình quá nặng khiến bruno biết bản thân không bao giờ có thể thắng được hai ne hai ne để ý thấy luận văn mà bruno viết nên đọc thử anh hiểu được công sức mà bruno bỏ ra ở trong này và còn cho lời khuyên góp ý rất chính xác nên bruno đã nhận anh làm sư phụ anh nhận ra bruno chỉ đang cố kiếm một người để cậu ta xem là thầy và đúng lúc này thì Lick xông vào và thấy buổi phỏng vấn bên này đã xong nên Lick đã mang Hai Ne đi. Hai Ne biết Lick là một người hướng ngoại và thường xuyên trốn khỏi cung điện để đi chơi và tán tỉnh các cô gái. Hai Ne đã vào gặp Lick thì cậu ta mang cả mấy cô về phòng. Ai nấy đều thích Hai Ne vì dễ thương và Hai Ne thấy đôi khi bị hiểu làm như này cũng thích. Anh sau đó yêu cầu ba cô gái rời khỏi phòng một lúc để Lick làm bài kiểm tra. Anh cho Lick làm thử thì Lick cứ tỏ ra chán nản và còn đi hỏi ba cô gái kia đáp án. Hai Ne muốn cậu ta tự làm nên Lick đã vừa làm vừa nói chuyện và chỉ thoáng chốc Lick đã làm xong. Lịch thật sự muốn biết Hai Ne thật ra là ai, vì những người trước đều có tiếng tăm hoặc là liên hệ gì đó với hoàng gia, nhưng Lịch sau đó đã bỏ đi vẻ mặt nghiêm trọng để đón gái vào lại, Hai Ne cũng thông báo cậu ta đến họp vào buổi chiều. Lúc rời đi, Hai Ne nhận thấy Lịch có vẻ là người cần cảnh giác nhất, vì ngoài mặt trông có vẻ ngu ngơ và ham chơi nhưng lại là người có thể làm mọi thứ trong lúc đối phương mất cảnh giác, anh sau đó đi gặp người cuối là Kai, người được xem là nguy hiểm và đã từng đánh lộn hồi ở trường quân sự. Lúc đến phòng thì người hầu cho biết Kai đã ra ngoài và không nhiều người có thể nói chuyện được với Kai anh chỉ còn một tiếng trước giờ hẹn nên đã nhanh chóng đi tìm cai ra ngoài vườn hai ne thấy con chó hoàng gia và nó đã lấy mất cuốn sách của anh hai ne đuổi theo thì gặp được cai đang nằm ngủ cai tỉnh dậy thì tóm lấy tay hai ne và thấy nó khá mềm cai vẫn xem hai ne như thầy giáo và cai thường tới đây để chơi với chó anh thấy cai không hề giống với người ta đồn đại còn ánh mắt như đang chừng với người ta thì có vẻ là ánh mắt bình thường của cai cai không giỏi giao tiếp cai rất thích những thứ mềm và thấy hai ne có bài kiểm tra thì cũng ngoan ngoan làm mà không ý kiến gì Em gái út của họ là Adele có tìm đến và được Kai giới thiệu với Hai Ne, Adele sau đó đã đi chơi và Kai rất thích Hai Ne làm thầy vì anh là người đầu tiên chịu trò chuyện với cậu. Hai Ne dặn Kai đến họp chung luôn và Hai Ne thấy Kai có vẻ là người thân thiện đúng với kỳ vọng và anh đã nhầm khi nghĩ Kai là người rắc rối nhất. Hai Ne quyết định không tin vào mấy cái lời đồn nữa mà sẽ tiếp xúc để tìm hiểu thêm về từng người, đó cũng sẽ là bài học Hai Ne tự đặt cho bản thân. Chiều hôm đó, Hai Ne đã chấm điểm xong và còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Bruno đã chạy đi rất sớm thì gặp Leon nhìn đứa anh mới hồi sáng còn phản đối mà giờ đã thay đổi vậy khiến Leon càng không thể chấp nhận mà chạy đi Bruno đã đến phòng họp trước và Lick ngay sau đó cũng đến nhìn em trai cứ tỏ thái độ thiếu tôn trọng với hai ne khiến Bruno rất bất mãn mà quay ra cãi lộn cai lúc này cũng đến và thấy anh đứa em cãi nhau thì cai đã đứng ra hòa giải thực ra cả hai không sợ cai mà chỉ là cai qua thuần khiết nên cả hai không cãi lại được chỉ còn mỗi Leon nhưng Bruno muốn kệ luôn hai ne chỉ dạy khi đầy đủ nên Bruno định chạy đi tìm thì thấy Leon đã ngồi ngoài cửa Leon vẫn cho rằng bản thân đến để xem Hai Ne thất bại nhưng ai nấy đều đã ở đây. Ai cũng có lý do để thích Hai Ne nên anh quyết định trả bài kiểm tra ở đây luôn. Bruno thì hiển nhiên là điểm tuyệt đối, Kai thì cũng được 87 điểm, Lich thì hơi ẩu ở mấy câu đơn giản nên 60 còn Leon thì một. Ai nấy đều nghĩ là chắc phải có vấn đề gì đó ở đây, nhưng thật sự chẳng có vấn đề nào cả. Leon sai sạch và chỉ được một điểm do viết đúng tên. Leon xấu hổ quá nhưng Kai đã động viên em trai vì Leon giỏi trong mấy môn thể thao, có điều con điểm này vẫn quá là kinh khủng. Cậu ta cho rằng bản thân xấu hổ là vì hai nên lại chạy đi mất. Bruno đã cho biết Leon từ nhỏ rất ghét học. Vì gia sư đầu tiên của Leon rất nghiêm khắc, việc bị tụt hậu khiến gia sư cứ gây áp lực cho Leon khiến cậu ta đã có vết thương lòng và ghét cả việc học lẫn gia sư từ đó. Hai ne quyết định sẽ thay đổi Leon vì nghĩa vụ của gia sư không phải là để lại vết thương lòng cho học sinh. Hai sau đó đã nhảy từ tầng 3 xuống và rồi bắt kịp Leon bằng cách cưỡi ngựa khác người của anh. Do không với được bàn đạp nên hai mới cưỡi bằng cách này anh đã cố dừng leon nhưng cậu ta không chịu nên đành lao đến đẩy ngã leon anh cho biết leon không cần tự ti về số điểm đó vì anh không hề có ý định trách phạt đúng là điểm đó thật kinh khủng nhưng nghĩa vụ của gia sư là thay đổi nó anh cho rằng leon có những mặt tốt riêng và nên anh sẽ chỉ dạy cho leon những thứ cậu ta yếu nhất ba người còn lại cũng vậy anh phải cho họ học đủ những thứ cần thiết để chuẩn bị cho ngai vàng và chưa kịp nói thì leon đã chạy đi mất anh tin một người có thể tự nhìn ra điểm yếu của mình như leon thì sẽ thấu hiểu được người khác và đó là đức tính tốt leon không cần phải chấp nhận ngay nhưng nếu đồng ý thì hãy để hai ne giúp cậu tốt lên từng ngày cả hai sau đó đã chấp nhận nhau và giờ về kiểu gì đây đi bộ thì vài tiếng ngựa thì đã chạy mất và không trở lại đến tối thì bruno đòi đi tìm cả hai nhưng quân lính không cho vì giờ đã tối hai thầy trò lúc này đã cắm trại ngoài trời và vì chịu khổ chưa quen nên leon than vãn đủ thứ và trách hai ne vì để mất ngựa cãi nhau chán thì sau đó cả hai cũng về được cung điện trước buổi sáng hai ne được dẫn đến phòng nhưng giường trong này rộng quá khiến hai ne ngủ không nổi đến sáng người ta phát hiện hai ne nằm kẹt giữa khe giường anh có hỏi leon đâu thì người ta thấy leon còn ngủ nhưng đến phòng học thì leon đã ngồi đây từ trước để cùng hai ne học anh lấy ra một đống sách để bắt đầu dạy cho leon ba anh em còn lại giờ mới đến và vẫn cứ cãi nhau buộc cai phải giảng hòa lần nữa leon bên này đang làm bài thì lại lăn ra ngủ ngày hôm đó hai ne muốn dạy cho cả bốn về cuộc sống của người dân nên sẽ đưa cả bốn xuống thành phố đi một chuyến leon muốn biết lý do cả bốn phải học điều này thì hai ne đã lấy ví dụ về một công chúa ngày trước đã không quan tâm đến người dân mà ăn chơi tác chán để rồi bị người dân lật đổ và chém đầu. Leon nghe thì rén nên đành học về cuộc sống của người dân. Hai ne muốn cả bốn cải trang để không bị người dân nhận ra. Lick đã là người đưa ra ý tưởng và cách ăn mặc cho cả bốn anh em. Lúc xuống phố, cả bốn anh em vẫn không biết phải đi đường nào. Lick sung phong dẫn đường nhưng một hồi thì chịu thua vì mấy lần trước toàn đi với gái. Hai ne đã chỉ cả bốn những nơi trên đường. Và vì lần đầu xuống phố nên cả bốn nên đi mua sắm một chuyến. Bruno chạy đi mua sách, Kai cũng đi mua gì đó nên Hai Ne và Lick đã chỉ Leon mua đồ. Bước vào quán, Leon đã chọn được món mình thích, nhưng cậu còn không biết cách trả tiền, mệnh giá và giá trị tiền ra sao nên Hai Ne đã chỉ cậu một bài. Vẫn chưa hiểu lắm nên Leon đưa tiền cho cô chủ quán tự lấy. Cô lấy đủ số tiền và trả lại tiền thừa, Leon hí hửng vì bản thân đã mua sắm thành công. Lick và Leon sau đó đã lủi đi vì còn việc phải làm với nhau và để Hai Ne đi mua với Bruno. Bruno ưng ý với mọi cuốn sách trong tiệm, nhưng về kinh phí hạn hẹp nên Bruno chỉ được phép lựa một cuốn và sau một hồi đắn đo thì cũng chọn ra được cả hai đi tìm cai thì thấy anh ở công viên cho chim ăn hai nay cũng cho chim ăn thử và suýt bị chim đưa đi luôn lick thấy hơi đói nên rủ cả nhóm ăn bánh xúc xích leon và bruno không biết cách ăn khi không có bàn ăn và dĩa dao hai nay đã chỉ cả bốn cách ăn và bruno thấy hơi khó với cách ăn này nhưng lick và cai rất dễ dàng thích nghi chiều đến cả bọn chuẩn bị để ra về thì có một tên cướp đã cướp túi của một bà lão nhưng bà lão không buồn mà cũng thấy may vì tên cướp đã không đẩy ngã cậu bé nhìn thấy cảnh này thì Leon muốn đuổi theo. Nhưng cậu bị giữ lại vì Kai đã đuổi theo và lấy đồ về xong rồi. Anh cho biết bản thân đã được hai ne cho phép hành động trong lúc mọi chuyện đang dối lên. Bà lão đã cảm ơn và tặng Kai một túi kẹo. Bà cũng tặng để an ủi Leon vì cậu đã chịu đứng lên giúp đỡ một người lạ như bà. Hai người lính sau đó đã đến rước cả năm thầy trò trở về. Hai ne muốn biết cả bốn đã thấy điều gì là ấn tượng nhất trong chuyến đi. Nhưng ai nấy chỉ ấn tượng với những thứ mà bản thân được trải nghiệm nên hai ne đã chỉ ra cho họ rằng nụ cười và người dân chính là điều quan trọng nhất tuy có người xấu nhưng cảnh sát cũng đã hành động rất nhanh để giúp giải quyết tình hình thành phố này không được giống như trước nhưng từ khi vua cha của bốn anh em lên ngôi thì ông đã mang lại cho thành phố này sự yên bình và giúp người dân có thể nở nụ cười như vậy hai ne muốn họ phải cố gắng để trở thành một vị vua còn tốt hơn cha của họ cả bốn quyết tâm sẽ trở thành vị vua với những mong muốn của riêng mình lúc về cung điện leon đã ngỏ lời mời hai ne đi tản bộ nhưng cả hai chỉ vòng vòng ở cầu thang lúc đến phòng học thì leon đã hỏi mấy anh em làm xong chưa Biết bốn đứa học trò đang giấu gì đó nên Hai Ne đã mở cửa vào xem thì thấy một bàn ăn, bốn anh em muốn mở tiệc chào mừng thầy giáo mới của mình, họ đã tự nấu món này cho anh và tặng anh những thứ bản thân đã mua vào hôm nay. Tối về, Hai Ne đã có thể ngủ ngon với nỗi lo về bốn anh em ít hơn. Ta được biết về vua cha của bốn anh em như sau, người là Victor và là vị vua trẻ nhất khi mới lên ngôi vào năm 18 tuổi, và với tài năng kiệt xuất thì người được gọi với cái tên thần chiến tranh. Tối đó, một người hầu đã đến tìm Hai Ne Người này cho biết vua Victor đã trở về sau nửa năm và rất muốn gặp mặt hai nay sáng hôm sau. Khi đến diện kiến thì bốn hoàng tử cũng đã ở đây. Người hầu đã gọi cả năm thầy trò vào gặp. Vừa gặp lại, cả bốn anh em đã chào cha một tiếng, hai nay cũng gửi lời chào. Vua Victor vui mừng khi được gặp lại các con, người cũng như bao người cha khác. Nhưng giờ là lúc Victor muốn bàn dưới tư cách là một nhà vua. Victor đã xem qua bài kiểm tra của cả bốn, hai người anh thì không có gì để nói. Về lịch thì Victor biết cậu thấy chán nên làm ẩu rồi mới được 60 điểm nhưng Leon là nan giải nhất. Nếu cứ như vậy thì sẽ chẳng thể lên ngôi, Victor cho cậu 3 ngày để cải thiện điểm bằng với Lick nếu không sẽ bị tước đi quyền kế vị. Bruno thấy điều này quá khắt khe với Leon nhưng đây là điều cần thiết, Leon tự thấy bản thân quá thảm hại. Nhưng ba anh em muốn động viên vì họ phải xem nhau là đối thủ cạnh tranh cho ngai vàng. Nhưng Leon không quan tâm đến ngai vàng mà chỉ thấy buồn khi để cha thất vọng. Hai nay thấy đây là do sự ngang bướng của Leon trước đây. Bruno đã dục em trai đứng dậy và bắt đầu 3 ngày rèn luyện và anh sẽ giúp cậu em bằng mọi thứ có thể hai người còn lại đều tán thành. Giờ thì Bruno muốn tìm cách nào đó để cải thiện cho Leon. Lích động viên rằng ít nhất Leon cũng biết một cộng một bằng mấy. Nhưng phản ứng của Leon khá đáng ngờ nên Bruno đã hỏi thử Leon có biết đáp án không và bất lực khi nghe Leon trả lời bằng ba. Bruno không tin thằng em có thể đần đến vậy nên muốn Leon nghĩ lại và càng chắn nản hơn khi Leon trả lời là 11. Hai ne đã dạy cậu cách cơ bản là đếm ngón tay. Nhưng nếu đến trường hợp không đủ ngón là tịt, Lích càng khó để nghĩ ra cách dạy cho Leon. Kai đã đưa ra ý kiến là dạy dựa theo thứ Leon giỏi như là chạy điền kinh chẳng hạn. Lick nghĩ là thử để Bruno dạy vì Leon cũng rất quý cậu, nhưng Bruno dạy thì chỉ khiến Leon tập trung vào thần thái mà không để ý đến kiến thức hay lời nói. Lick hết cách nên muốn hai ne làm lại đề như hôm bữa và để Leon thuộc hết đáp án. Nhưng Bruno đã táng Lick một cái vì gian lận là không tốt và hai ne hỏi thử là Leon liệu có nhớ nổi trình tự của 50 đáp án hay không, nhưng hai ne đã có một cách. Anh gọi người mang đến một đĩa bánh, bánh co sau miếng và nếu mỗi người một miếng thì còn bao nhiêu. Leon trả lời ngay là một và đã làm được một phép toán dễ dàng, cậu nhận thấy nếu dùng bánh làm ví dụ thì dễ hơn thật. Giờ lấy ví dụ to hơn là 30 cái mỗi người lấy một thì còn bao nhiêu, Leon vẫn trả lời được 25 và thế là đã có cách để dạy. Một ngày trôi qua và Leon đã có thể cải thiện được điểm lên 15, chỉ còn ngày mai thôi là kiểm tra rồi. Hai ne đã bảo học trò đi nghỉ trước và để anh xử lý. Leon bắt đầu nản chí vì nghĩ rằng bản thân sẽ không làm được và bị vua cha ghét bỏ, nhưng hai ne vẫn muốn cậu tiếp tục. Và cả hai đã học đến sáng hôm sau thì đến gặp Victor để làm bài thi. Tất cả đều ở đây quan sát và khi hết giờ Victor đã cho hai ne chấm và chỉ được 59 điểm. Vẫn dưới 60 và đáng ra Leon đã bị tước quyền, nhưng Victor đã chấm theo kiểu của hai ne là cộng một vì tên viết đúng. Cả hội vui vẻ vì Leon không bị tước quyền. Victor muốn Leon phải tập trung và chăm chỉ hơn. Cậu hứa với cha điều đó nhưng cha muốn cậu hứa với cả hai ne. Hai ne cũng chỉ đáp lại lời hứa đó. Nhìn cách mấy thầy trò cười nói thì Victor cũng mừng vì họ đã có thể thân với nhau như vậy. Tối đó, hai ne đã đến uống vài ly với Victor victor rất vui vì hai ne đã có thể giúp leon khá hơn nhưng hai ne muốn victor nhớ về thỏa thuận miễn là không ai biết về quá khứ của anh thì anh sẽ tiếp tục công việc giảng dạy hôm nay hai ne đã xuống phố mua ít sách và ngồi nghỉ chân tại một quán cà phê anh đã vào và bất ngờ khi cậu bồi bàn là Lick. nhưng cậu bồi bàn nói bản thân không phải và chỉ có ngoại hình giống hai ne cũng nghĩ là bản thân nhầm nên cho qua vừa vào trong Lick đã hú hồn khi hai ne ở đây cậu sợ nếu lộ thì sẽ bị anh em và vua cha ghét bỏ nên quyết định sẽ ít gây chú ý nhất có thể Lick bị mấy cô gái cậu quen vây lấy nhưng Lick sợ sẽ để bị lộ nên cố ý né tránh sớm nhất. Bị hai nay để ý nên Lick muốn nhờ quản lý đổi khách cho mình, nhưng quản lý không cho phép vì đây là luật của quán. Chủ quán thấy Lick hôm nay khá lạ, đúng lúc thì có hai người đánh bia ở quán do sơ suốt mà quay ra cãi nhau. Họ khiến cọc treo đồ suýt rơi vào một cô gái, Lick đã đỡ lấy giúp và không quên tán tỉnh người ta. Cậu sau đó cũng giải quyết giúp hai người kia và làm một cú ghi điểm toàn bộ xem như là cả hai hòa không ai cãi ai. Hai nay ấn tượng với cách xử lý của cậu. Anh đã ra về và không quên để lại một lá thư bảo Lick đến phòng gặp mình lúc trở về. Đúng lúc thì cũng có một người mặc đồ trắng đến theo lệnh của Victor để đưa Lick về. Hai Ne đang chờ ở phòng học thì thấy Lick đã có người đưa về, Hai Ne đã nhanh chóng đến phòng làm việc của Victor để nói chuyện. Victor đã nghe mọi chuyện từ ngày bá tước và thấy thất vọng về Lick khi người cho rằng Lick đang ăn chơi, Hai Ne cho rằng Lick không hề chơi bời mà thật sự nghiêm túc làm việc. Victor đã cho con út cơ hội giải thích và Lick cho biết ban đầu đúng là ăn chơi vì cậu nghĩ làm bồi bàn sẽ rất hút gái, nhưng lúc mới vào thì mọi thứ chẳng đâu vào đâu và cậu liên tục làm hỏng chuyện nhưng mọi người vẫn nhiệt tình chỉ dạy cậu và dần thì Lick cũng thấy việc này rất thú vị và quyết không bỏ. Nhưng Victor không cho phép vì lo rằng nếu danh tính bị lộ thì Lick có khả năng sẽ gặp chuyện mà anh không thể can thiệp kịp được, nhưng Lick lại cho rằng Victor không hề thương yêu mình. Vì từ nhỏ lúc cậu ốm thì cha chưa từng đến thăm, và vì là con út nên khả năng kế vị là không có. Lick cho rằng cha chỉ đang cố bảo vệ danh tiếng cho hoàng tộc chứ chưa bao giờ cố để hiểu mình và rồi chạy đi. Lick đã đến quán và tính sống tự lập kể từ giờ thì Victor và hai này đến. Cả hai cố thuyết phục Lick về nhưng vô ích, Đúng lúc thì chủ quán xuất hiện nên Victor đã chỉ nói bản thân là cha của Lick và muốn ở lại đây làm việc vài tiếng để hiểu hơn về Lick. Lick cố ngăn cản nhưng trước ánh mắt của Victor thì chủ quán cũng mềm lòng, chủ quán đã thay cho Victor một bộ đồ rất nam thần. Victor cố hỏi ý kiến từ hai ne nhưng anh không ưa cái tính ngang bướng của hai cha con nên lẳng lặng ngồi soạn bài, anh giao Lick lại cho Victor thuyết phục. Vì hai cha con rất giống nhau và vì đây là việc gia đình nên hai ne tốt nhất là nên ở ngoài, Victor đã cố làm việc sao cho tốt nhất. Nhưng Lick thì chỉ chờ xem liệu Victor sẽ thất bại ở đâu, nhưng việc tiếp khách và bưng bê victor đều làm tốt có người ngoại quốc cần giúp đỡ cũng được victor dùng ngôn ngữ nước ngoài giải quyết giúp nốt với vẻ ngoài ưa nhìn và vốn kiến thức uyên thâm thì victor được người ta quý đến mức muốn nhận về nuôi chủ quán cũng thích cách victor làm việc lick thì không tin một người tài sắc vẹn toàn như vậy lại là người cha chưa hề quan tâm đến mình trước đây cuối buổi làm chủ quán còn mời victor lần sau đến làm tiếp thì anh đã từ chối hai cha con sau đó đã ra ngoài gom bảng hiệu vào victor đã ngỏ lời xin lỗi vì đang không hiểu cảm giác của lick và còn cố đưa cậu về nhưng giờ khi đã hiểu thì Victor cho con trai tự quyết là làm tiếp hoặc nghỉ. Lick quyết sẽ làm tiếp nhưng không muốn để cha phải lo lắng. Qua vụ này thì Lick cũng hiểu cho phần nào lý do Victor không đến thăm mình. Nhưng Victor vẫn có đến vào lúc Lick đã ngủ, vì bận đến đâu thì anh vẫn luôn để mắt đến những báu vật quý giá của mình. La hạnh phúc đến bật khóc và lúc này hai ne mới ra mặt. Anh cho biết bản thân sẽ đến đây mỗi tuần xem như vừa để ủng hộ vừa giúp bảo vệ cho Lick nếu có chuyện xảy ra. Quân lính lúc này cũng đến để đưa anh về, hai ne và Lick ở lại về sau. Hai Ne đã cho Lick biết rằng anh thấy bất ngờ về Lick, rằng anh nghĩ Lick sẽ là người bí ẩn nhất nhưng té ra Lick là người bình thường nhất trong các anh em. Còn tên bá tước thì đang nập một góc, hắn có mục đích là hạ bệ và không để Victor có người kế vị. Vài ngày sau, Hai Ne muốn bốn vị hoàng tử học thảo luận về một vấn đề, lấy ví dụ là nếu một cửa tiệm trang sức đang khó khăn và cần vay một khoản tiền từ nhà nước thì họ sẽ làm gì? Lick nhanh miệng trả lời là cho họ mượn, nhưng luật cấm nhà nước cho một cá nhân vay mượn tiền nên ý này bác bỏ. Leon đưa ra ý kiến là nhờ người dân giúp đỡ và mỗi người sẽ dành ra chút ít để giúp đỡ thì dần dần sẽ đủ. Nghe hơi thiếu sức thuyết phục nhưng Victor đến và nghĩ rằng cách này khá hay. Anh đang muốn trình nó lên hội đồng nên nhờ Leon viết một bản báo cáo về kế hoạch đó để Victor trình lên hội đồng. Nghe Leon được khen thì Bruno có hơi chạnh lòng. Cậu từ nhỏ đã ngượng mộ cha và muốn trở thành một vị vua như vậy, nhưng nhiều người cho rằng anh cả của họ mới là người xứng đáng. Giải thích một tí thì nhà này có 6 anh em, đến nay ta đã biết được 5 người và người anh cả thì có vẻ là có tài nên mới không cần dạy kèm. Vì muốn vượt qua anh cả nên Bruno đã đâm đầu vào học, nhưng giờ Bruno lại cảm thấy ghen tị với Leon vì lo rằng em mình có khả năng cũng là một thiên tài như anh cả. Thấy Bruno buồn phiền nên Heine đã hỏi chuyện thử, Bruno đã nói là không có gì nên Heine đã bàn về luận án mà Bruno sắp thuyết trình tại một trường đại học. Bài luận án này khá khó nên Bruno muốn nghe lời khuyên từ Heine, anh cho biết Bruno chỉ lặp lại bài thuyết trình trước đây. Không có ý nào mới mẻ và quan trọng nhất là lỗi chính tả từ lưa nên anh đã đánh dấu lại hết. Heine cho rằng Bruno đang lo lắng gì đó, nhưng bruno không muốn nói ra nên hai ne cũng không ép hai ne ra cho bruno một yêu cầu là viết một bài luận văn về những thay đổi cậu muốn dành cho đất nước và trong hai tuần nếu không làm ra trò thì hai ne sẽ không xem cậu là đệ tử nữa có động lực nên bruno phấn chấn hơn hẳn cậu ngồi trong phòng miệt mài làm luận văn cứ không ưng ý là vứt làm lại làm thâu đêm khiến bruno thường ngủ quên luôn trên bàn đến ngày thì leon cũng đưa báo cáo cho cha còn bruno thì đưa cho hai ne nhìn vẻ mặt tệ không diễn tả nổi của bruno là đủ hiểu cậu đã cố gắng ra sao và thành quả nằm ngoài mong đợi của hai này. Anh thấy cậu rất xứng đáng làm đệ tử của mình và với bài luận văn này cậu có thể tự tin phát biểu tại trường đại học. Bruno đã đến trường đại học và bắt đầu bài thuyết trình. Cậu không muốn phụ lòng hai này khi bài thuyết trình đã xong. Bruno có hơi chạnh lòng vì không thấy ai phản ứng gì. Nhưng rồi mọi người đã vỗ tay rầm rộ và giúp Bruno có lại tự tin về bản thân. Rất nhiều người sau đó đã ngỏ lời mời Bruno đến thuyết trình tại trường của họ. Đúng lúc này thì thần tượng thứ ba của Bruno là vị giáo sư này xuất hiện. Ông bị ấn tượng bởi bài thuyết trình và mời cậu đi ăn một bữa ông hỏi lời mời bruno từ bỏ ngôi vua và cùng ông trở thành học giả còn hai ne lúc này đang chờ bruno trở về thì thấy xe ngựa đã chở cậu về và sau đó là gã bá tước người này tự giới thiệu bản thân là josen và là phụ tá của đệ nhất hoàng tử hai ne được josen cho biết về chuyến gặp mặt của bruno tối nay bruno thì đang suy nghĩ về lời mời của vị giáo sư kia vì ông ta cho rằng cơ hội lên ngôi của cậu gần như bằng không vì anh cả mới là người đầy triển vọng nhất ông ta cho bruno một tuần để trả lời trước khi ông rời đi bruno vẫn do dự vì cậu vẫn muốn trở thành người như cha nhưng khi đi ngang qua thì cậu nghe thấy Victor đang khen bản báo cáo của Leon, càng thấy chạnh lòng hơn nên suốt một tuần Bruno đã không có chút tự tin nào. Câu trả lời vẫn khó để đưa ra nên Heine đã đến trước mặt cậu lúc đang rắc chó đi dạo. Heine nghe được Bruno giải bày khúc mắc nên anh thấy Bruno làm học giả cũng không tệ. Anh thì không có quyền quyết định tương lai cho bốn anh em, nhưng anh chỉ muốn Bruno suy nghĩ thật kỹ nếu không sau này bị bệnh sắp đi thì lại nằm một góc hối hận về quyết định của mình. Đã được thông suốt nên Bruno đã có câu trả lời cho mình. Bruno đã đến gặp giáo sư và nói bản thân sẽ đến trường của ông, nhưng chỉ là sau này khi cậu đã chính chắn hơn. Vì ước mơ của cậu là trở thành vua và cậu sẽ không từ bỏ nó dù có cơ hội hay không. Giáo sư hiểu cho quyết tâm của cậu nên vui vẻ chấp nhận câu trả lời. Ông nói nếu cậu rảnh thì cứ đến chơi. Ông sau đó đã rời đi và hai ne xuất hiện. Anh cũng ấn tượng bởi quyết tâm của cậu nên muốn cùng cậu hướng đến mục tiêu là ngôi vương. Tên Johnson sau khi nghe được chuyện Bruno cũng không từ bỏ ngai vàng thì muốn chuyển qua loại bỏ hai ne. Hắn đã cho người tìm kiếm về thông tin của hai ne. Và một đêm. Kai đã đến tìm hai ne vì cần lời khuyên. Bruno và Leon cũng chạy đến để hỏi hai ne vài thứ, thấy mấy ông anh đều ở đây nên Lick cũng vào theo. Lick có thắc mắc rằng giờ cậu có một cô gái đẹp nhưng phẳng và một cô gái không quá đẹp nhưng hàng to thì nên chọn ai. Bruno thấy Lick nên đi ngủ đi để bảo vệ cho phụ nữ trên thế giới, nhưng hai ne muốn nghe về thắc mắc của Kai. Cậu cũng không giấu gì mà cho biết Victor muốn bản thân cải thiện kỹ năng giao tiếp nhưng cậu không biết phải làm thế nào, quả thực thì cả bốn anh em ai cũng có vấn đề. Lick thì quá thiếu nghiêm túc, Bruno thì còn khá thiếu tự tin để làm vua. Leon thì không có vấn đề về tính cách nhưng có vấn đề lớn về điểm số. Cai thì chỉ gặp mỗi vấn đề về giao tiếp. Với người trong nhà thì không sao nhưng với người hầu và lính canh thì khác. Giả dụ như khi đi và được lính canh chào thì họ nhìn mặt Cai như muốn đập họ vậy. Còn với người hầu thì khuôn mặt như chửi vào việc họ đang làm. Tuy Cai không nói những điều ấy nhưng người khác nhìn mặt sẽ dễ hiểu nhầm. Cai sợ sẽ làm mọi người né tránh nên chẳng biết nói gì. Và càng im lặng thì người ta càng sợ. Sáng hôm sau hai ne sẽ đưa Cai đi thực hành giao tiếp. Đến sáng hôm sau ba anh em còn lại đưa Adele đến. Cô bé bảo là muốn đi sở thú vì con cún trong nhà lỡ làm hư tranh khiến cô bé giận. Ba đứa anh bảo sở thú ở khá xa và rất ngại đi khiến Adele rưng rưng nước mắt, thương em nên cả bọn mới đưa cô bé đi. Hai ne thấy ý này cũng được và việc đầu tiên là cai cần tập cười, hai ne làm mẫu quá tệ nên Leon đã là người làm thay. Khi đến nơi, hai ne muốn cai hãy cười nếu thấy con vật mình thích, nhưng cai cười lên thì nhìn còn nguy hiểm hơn. Cả nhóm sau đó đã đi xem đà điểu rồi tới gấu, Leon nghĩ gấu sẽ dễ thương như thú bông nhưng thực tế thì ngược lại. Adele thấy sợ nên Kai đã dỗ dành em gái và cùng cả hội đến cho thú ăn, ai nấy đều được những con thú bao quanh trừ Bruno và Hai nay. Kai thì đã nằm giữa đàn cừu, Hai nay muốn Kai đi xin thêm thức ăn cho thú từ nhân viên đằng kia. Kai toát mồ hôi tiến đến thì lại không dám mở lời. Quay lại lần nữa vẫn như vậy, nhưng khi nghe Adele kêu đau vì bị thỏ cắn thì Kai đã cùng mọi người trở về. Adele đã chịu làm làm với con cún trong nhà sau khi nhận thấy bản thân đã quá lời với nó, giờ thì tiếp tục với Kai. Hai nay muốn Kai hãy thử giao tiếp với những người gần gũi như người hầu trong cung, Lịch chỉ mấy câu mà bản thân hay dùng để cua gái thì hai ne cho rằng nó cũng được cai đã đến bắt chuyện với hai cô hầu và đã tự tin nói ra mấy câu các cô hầu vẫn hơi sợ nên chạy trước một cô bê đồ hơi nặng nên cai đã đến giúp cậu sau đó giúp đỡ nhiều người khác trong cung và bị quân lính hiểu nhầm cai thấy quá đủ vì không muốn dọa mọi người thêm nữa cai đã ra bãi cỏ nằm thì được cô hầu đến đắp cho một cái chăn và còn đưa cho cậu một đĩa ly trà do sợ hãi nên cô lại chạy đi hai ne đến và cho biết cai rất dễ nắm bắt tâm lý con người nhưng lại cố trốn tránh vì lo là sẽ làm người khác sợ mình nhưng nếu cậu thử nói xin chào và cảm ơn thì người khác sẽ xem đấy là lịch sự và biết đâu sẽ có một vài người hiểu được. Cậu sau đó về phòng và được cô hầu đến thay ga giường. Cậu quyết định sẽ bắt chuyện. Cai đã rụt rè cảm ơn cô vì đã luôn giúp đỡ cậu. Cô hầu lại thấy thích và không còn sợ Cai nữa. Cai chạy đến gặp hai ne và ba anh em để báo tin vui. Trợ lý của Victor sau đó đã mang bức tranh của Adele đến khi đã đóng khung. Bức này là do chính hai ne vẽ. Anh nhận thấy có vết cháy xém ở góc tranh và nghi ngờ đã có nến cháy vào và hẳn là chú chó đã đẩy cây nến đi chứ không phải là phá bức tranh. Vài ngày sau, Kai đã cải thiện kỹ năng giao tiếp và được Victor gọi đến cùng với hai này. Bruno đã đến đây từ trước và Victor muốn bàn về vụ việc trên báo như sau. Vào năm trước lúc cả hai anh em tham gia vào trường quân sự thì đã có chuyện xảy ra, họ đe dọa giáo viên để đạt điểm tối đa mà không cần làm kiểm tra. Bất cứ ai chống đối sẽ bị đánh, nhưng ác mộng đó đã kết thúc khi người ta phát hiện Kai đánh một học sinh bị thương. Nhà báo viết rằng chuyện này đã bị chính quyền giấu đi và hai anh em thì đã bị đình chỉ học. Còn học sinh bị nạn thì bị trục xuất và chịu áp lực từ chính quyền. Bruno cho rằng việc đó là sai sự thật, nhưng Victor chẳng thể làm gì do đây là quyền tự do ngôn luận, có điều Kai thực sự đã đánh người. Hai em muốn nghe Kai kể lại mọi chuyện, đó là vào lúc cả hai nhập học. Vì Kai đáng sợ nên chẳng ai gần, nhưng anh phát hiện Bruno nhiều lần bị thương và lại lấy lý do là tập kiếm nên mới bị. Nhưng vào một lần Kai đứng chờ thì thấy quá lâu nên đi tìm và phát hiện em trai mình bị người ta đánh. Không kìm được tức giận nên Kai đã vào đánh tên kia như tử và khiến bản thân bị đình chỉ còn đứa kia thì bị đuổi. Nhà trường thì không nhận Leon và Lick nên Bruno cũng bỏ học luôn victor đã gửi đơn khiếu nại lên nhà báo và sẽ đợi họ phản hồi còn cai giờ sẽ cần phải chịu đựng những lời nói ra nói vào từ trong và ngoài cung điện nhưng victor muốn cậu nhịn một thời gian hai nay cũng đọc được một bài viết về việc có một kẻ tham nhũng đã lẻn vào trong cung điện lúc ra ngoài Kai muốn đi gặp tên học sinh kia để đối chấp cậu chấp nhận để tên kia có làm gì mình cũng được và bản thân sẽ không xuống tay nữa hai nay quyết định đi chung như là người trung gian những người hầu thân cận đều tin tưởng vào Kai nên anh đã cười và cảm ơn họ nhưng miệng thì đẹp mà nhìn lên mắt thì sợ kinh hồn bruno nhắc họ biết đây là nụ cười đẹp nhất của cai rồi nên thông cảm lúc đến nơi hai ne và một người lính đã vào trước tên học sinh này khi nghe việc cai đến để đối chấp về bài báo gần đây thì đã chấp nhận thỏa hiệp nhưng khi hai ne đi gọi cai thì anh lính đây đã bị một hội tóm lại khi cai cùng hai ne quay lại thì tên này nói anh lính đã vào trong trước khi vào trong cả ba đã ngồi lại nói chuyện tên này cho rằng lý do hắn đánh bruno là vì có lời đồn rằng thành viên hoàng tộc thì thích làm gì cũng được Do hắn thấy Bruno luôn đạt điểm cao mà giáo viên cũng chỉ tập trung vào dạy cho cả hai mà buông lơi các học sinh khác khiến người ta ghen tị và dẫn đến việc đó. Hắn muốn xin lỗi và khi Kai định bắt tay làm hòa thì hắn đã rút súng ra và người của hắn cũng chui ra và không chế tất cả lại. Hai ne và Kai cùng anh lính còn lại bị ném vào hầm rượu và bị trói lại. Tên này định dùng cả ba để tống tiền do từ khi bị trục xuất khỏi trường thì hắn cũng bị gia đình đuổi luôn. Nhưng khi chụp ảnh thì cả ba đều cợt nhả nên hắn định đe dọa để ép họ phải sợ. Khi đe dọa Kai thì mặt cậu vẫn bình thường đến khi hắn quay sang đe dọa hai ne thì cai đã mất bình tĩnh mà phá đứt xích nhưng cậu nhớ lại lời hứa không bạo lực với hai ne thì đã dừng tay tên kia quay sang tấn công cai thì hai ne đã tháo xích và chặn lại rồi dùng xích nhốt tên kia lại cả ba định ra về thì người của tên kia tràn xuống hai ne nhờ anh lính trông chừng cai giúp mình hai ne đã chứng tỏ bản thân vẹn toàn ra sao khi không chỉ giỏi về kiến thức và thể thao và về kỹ thuật chiến đấu cũng không kém cạnh anh một mình đánh bại toàn bộ đạn cũng né hết đòn cũng không trúng một cái nào anh lính bị bắt kia lúc này cũng trở về và mang theo tiếp viện nhưng chẳng còn gì, hai nay giao anh ta mang hết đám này đến cảnh sát là được. Cai vẫn mở lời và muốn mời tên này đến cung điện làm lính canh để làm lại cuộc đời, vì cậu không muốn đối xử quá tệ với mọi người và muốn cho họ một cơ hội sửa sai. Cai đề cao tri thức và khả năng của hắn sẽ giúp đỡ tốt cho đất nước. Tên kia nghe vậy thì cũng nhẹ lòng hơn phần nào, vài ngày sau bài báo đã được sửa lại cho chính xác. Hai nay vô tình gặp bá tức Rosen và hắn muốn biết thêm về quá khứ của anh, hai ne từ chối trả lời thì bị Rosen bế đi và hứa cả sẽ đưa anh về cung điện trên đường đi Rosen cho biết các hoàng tử đã thay đổi tích cực từ khi hai ne đến nhưng hai ne biết Rosen là người đã ở sau giật dây mọi chuyện trước giờ từ việc lick đi làm đến việc dùng ông giáo sư để thuyết phục bruno bỏ ngôi nhưng vụ lần này với cai thì không chắc Rosen phủ nhận mọi việc mà muốn tập trung vào bài báo về kẻ tham nhũng trong cung điện đúng lúc thì đã về cung điện nên hai ne xuống xe vừa về thì gặp leon cậu muốn hỏi chuyện gì đó thì Rosen cho biết hắn đã biết về danh tính của hai ne rằng hai nay từng dạy ở một nhà thờ. Khi tìm hiểu lý do thì Josen phát hiện một điều thú vị về hai nay. Hai nay vẫn bình tĩnh và kêu Leon vào trong, nhưng Leon thì biết biết thêm về chuyện mà Josen nói nên đã đuổi theo hai nay. Hai nay nhận thấy thì vòng ra sau Leon và hỏi chuyện. Leon không nói mà chạy đi thì bị hai nay đuổi tới. Leon muốn biết về việc hai nay từng dạy ở nhà thờ thì anh cho biết anh tình nguyện dạy tại nhà thờ là có thật và Leon cũng muốn đưa bài tập mình làm cho hai nay chấm. Thấy Leon đã chịu cải thiện và không còn ghét học thì hai nay khá vui vì cậu đã trưởng thành kế đến là Bruno. Cậu đang dạy cho vài đứa trẻ và Adele. Hai ne đến thì Bruno cho biết bản thân đang chưa biết nên làm gì thì Adele cùng đám nhóc đến nhờ dạy. Đám nhóc muốn biết thêm về Bruno như việc cậu hay làm gì và có bạn gái hay chưa và thích ăn gì. Cậu không muốn tiết lộ đời tư khiến đám trẻ chán nản. Hai ne cho biết cậu mà như vậy thì làm sao dẫn dắt người dân khi còn không thể dẫn dắt được mấy đứa nhỏ. Chấp nhận lời khuyên từ hai ne nên Bruno đã cởi mở hơn với lũ trẻ. Kế đến là Kai. Cậu nói bản thân muốn quay lại trường quân sự nhưng không dám nói với cha vì biết cha sẽ không chấp nhận. Cậu rất muốn quay lại để làm quen lại và học luôn cách để trò chuyện. Hai Ne khuyên cậu nên tự thuyết phục Victor thay vì nhờ đến mình, vì đây là dũng khí phải có nếu muốn làm vua, cuối cùng là Lick. Anh đã đến quán cà phê gặp Lick, anh nhận thấy nhờ công việc này mà Lick đã hiểu hơn về thực trạng xã hội. Hai Ne muốn cậu cứ tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Lick nghe nó cứ ná ná lời từ biệt. Sáng hôm sau, bốn anh em họp lại bàn về quá khứ của Hai Ne dựa trên lời Leon nghe được từ Jason. Cả bốn vẫn quá mù mờ nên quyết định lẻn vào phòng Hai Ne xem. Nghĩ là anh không có ở trong phòng nên cả bốn định mở cửa vào. Đúng lúc Hai Nay ôm một núi sách về để làm tư liệu, cả bốn cũng nhờ vậy mà đường đường chính chính đi vào thay vì đi lén lút, và họ ngỡ ngàng khi phòng Hai Nay quá bừa bộn. Khi nghe lý do vì bận chuẩn bị bài cho họ thì bốn anh em đã quyết định sẽ làm người dọn dẹp lại phòng cho Hai Nay. Bruno đưa ra một bản kế hoạch nhưng nó quá lằng nhằng phức tạp nên họ sẽ chỉ dọn qua trước rồi chi tiết sau. Hai Nay muốn cả bốn đừng động vào hộp đồ riêng của mình. Cả bốn anh em nghĩ đây là thứ giúp làm sáng tỏ bí ẩn nên tìm cách mở nhưng động vào thì sẽ bị hai ne phát giác nên leon đã nhờ hai ne gãi lưng giúp để lick mở nhưng vừa chạm cái là hai ne để ý lick nói bản thân khát nước và nhờ hai ne đi lấy nhưng anh có thể pha trà luôn tại đây leon nhờ anh đi lấy bánh thì anh muốn cả bốn để yên cho anh làm việc leon đã lén lút và mở luôn hộp đồ ra mà hai ne không kịp cản trong đó là đồ mà bốn anh em đã tặng hai ne và cả những lá thư từ những học sinh trước đây của anh ai cũng yêu quý hai ne và muốn trở thành người như hai ne hai ne cho rằng tất cả học sinh đều quý giá với anh và anh và bốn anh em cũng vậy họ đều có tính cách riêng nên cả bốn đều rất có giá trị với anh anh thấy rất trân trọng khi được dạy cho cả bốn và giờ để phạt cho tội tay máy thì anh sẽ chuẩn bị nhiều bài tập hơn cả bốn cũng tiếp tục dọn dẹp hai ne nhờ cai đi trả giúp mình vài cuốn sách về thư viện leon nhanh nhảu nhận thay và hí hửng chạy đi đúng lúc thì cô hầu đi vào để đưa trà thì đụng luôn vào leon cú ngã đã gây ra hiệu ứng dây chuyền và khiến cả căn phòng còn bừa bộn hơn trước hai ne muốn giúp cả bốn anh em dọn dẹp nhưng họ lại không để anh tham gia mà muốn tự làm Cả bốn đẩy hai ne về lại bàn làm việc và cùng nhau dọn dẹp. Đến chập tối thì cả bốn đã hoàn thành. Hai ne đã đi chuẩn bị trà bánh như phần thường. Họ phát hiện hai ne còn giữ bài báo trước đây về việc một tên tội phạm đã lẻn vào cung điện. Họ cho rằng đây là tin nhảm khi tội phạm mà vào đây thì trốn được đâu. Hai ne muốn cả bốn không được tin vào việc gì đó mà không có bằng chứng. Và nếu như người tội phạm đó là anh thì sao? Cả bốn cho rằng đó là tin nhảm và hai ne chỉ đang đùa vì hai ne không thể nào là tội phạm. Ngày hôm sau, hai ne đã lấy nội dung bài báo để ra bài tập cho bốn anh em rằng tin này không được xem nhẹ và nếu trong trường hợp họ làm vua mà lại ngó lơ một tin đồn như này thì có khi sẽ kéo cả đất nước vào nguy hiểm. Cho nên bài tập đưa ra là cả bốn sẽ xuống phố hoặc làm gì đó để điều tra về vụ việc trên báo này. Cai muốn đi tìm người đã viết bài này thì trên báo lại không có tên, tuy nhiên cậu biết người đã sửa lại bài báo nên sẽ đến gặp người đó để hỏi về người đã viết lần trước. Cuối ngày, Cai mang đến thông tin của người viết nhưng người này đã từ chức sau khi viết xong bài đó và giờ họ không biết phải tìm ở đâu. Lick vẫn xem nhẹ nhưng Bruno thấy chuyện này khá đáng ngờ nên muốn đi tìm người tác giả. Bốn anh em đã đi tìm suốt ngày hôm sau nhưng không có thông tin gì. Vậy mà Lick lại tìm được, cậu cho biết người này đã đổi tên và xuất hiện vài lần ở đại sảnh thành phố. Họ đã đến và tóm được tên này lúc hắn rời đi, cả bốn đe dọa sẽ thủ tiêu hắn nên hắn đã khai ra rằng bản thân nhận được lời mời gọi từ một kẻ bí ẩn. Hắn không nhìn rõ mặt và kẻ kia chỉ yêu cầu hắn viết bài báo về việc trước khi vua Victor nhận chức thì đã có một kẻ tội phạm ở lễ tạ mùa và giờ tên tội phạm đó đã lẻn vào cung. Nhưng khi tên này đi điều tra thì không có thông tin gì nên nghi ngờ đây là tin vịt bốn anh em đã vào kho sổ sách của cung điện và tìm ra đống danh sách về những tên tội phạm ở lễ tạ mùa và rồi bruno vô tình phát hiện được tên của hai ne và anh bị bắt với tội danh bắt cóc và cố ám sát hoàng tử được xảy ra vào trước khi victor lên ngôi và người hoàng tử đó lại chính là victor năm xưa không chấp nhận sự thật nên bốn anh em lại ngồi lại suy xét với nhau cả bốn chắc chắn được chính hai ne là tội phạm thật vì anh đã giao cả bốn làm nhiệm vụ điều tra và phải đảm bảo rằng cả bốn không gặp nguy hiểm vì chính người tội phạm mà hai ne giao đi tìm chính là anh cả bốn chạy đi tìm hai ne nhưng đến phòng thì không gặp, cả bố nhận thấy Victor đã về nên đã đến hỏi cha, nhưng Victor vẫn không muốn phá vỡ lời hứa. Nhưng rồi trợ lý của Victor đã đưa thư mà Hai Ne gửi đến thì Victor mới chịu kể cho bốn đứa con. Victor cho biết trước đây anh từng hay trốn ra thành phố để quan sát đời sống người dân, trong lần trốn ra thì anh đã bị trộm mất chiếc đồng hồ. Victor đã đuổi theo thì gặp được Hai Ne. Hai Ne đã bảo hai đứa nhóc trả lại đồ cho Victor, Hai Ne muốn Victor ra về nhưng anh đã đi theo Hai Ne đến chỗ mà những đứa trẻ mồ côi ở. Hai Ne chịu trách nhiệm dẫn đầu đoàn này và nghiêm cấm chúng phạm tội hai ne thấy victor đói nên đã cho anh một quả tao nhưng anh chỉ cắn rồi cho cô bé gần đó nhiều ngày tiếp theo victor liên tục trốn khỏi cung để đi giúp hai ne anh đã chỉ hai ne cách kiếm tiền để chăm lo cho lũ trẻ chứng kiến hiện thực này nên victor tự hứa sẽ thay đổi đất nước này khi lên ngôi hai ne dần trở thành người bạn duy nhất mà victor có và cũng là người duy nhất mà anh có thể mở lòng vì sắp đến lễ tạ mùa nên victor đã đổi chiếc đồng hồ vàng của mình cho hai ne để anh có tiền chăm lo cho lũ trẻ vài ngày sau Cung điện đã phát hiện Victor biến mất và cho rằng anh bị bắt cóc nên đã đưa quân lính đi tìm, cả hai bị phát hiện và bị quân lính đuổi theo. Chiếc đồng hồ của Victor rơi ra khiến quân lính nghĩ rằng Hai Ne đã bắt cóc Victor nên rút súng bắn để ép anh dừng lại, nhưng Victor đã đứng ra chắn cho Hai Ne, quân lính không muốn chịu trách nhiệm nên đổ lỗi cho Hai Ne lấy Victor ra làm lá chắn. Hai Ne đã tức giận và tấn công họ để rồi Victor đã kêu anh dừng lại và khiến Hai Ne bị bắt. Lúc ở trong ngục, Hai Ne chỉ cầu nguyện cho Victor an toàn. Victor sau khi bình phục đã đến giúp Hai Ne thoát ra. Anh đã giải thích cho vua cha và hai ne được ân xá. Một năm sau thì Victor lên ngôi và xây nhà thờ cho hai ne dạy học. Từ một đứa trẻ mồ côi không biết chữ thì hai ne đã trở thành một nhà giáo đáng kính như bây giờ. Victor và hai ne đã quyết định sẽ không công bố chuyện này để tránh gây tranh cãi và nếu sự thật được công bố thì hai ne sẽ rời cung. Và giờ thì hai ne đã rời đi và từ chức gia sư hoàng gia. Do hai ne không muốn người dân biết các hoàng tử được đào tạo bởi một tên tội phạm nên đã từ chức. Ngày mai sẽ là bài học cuối nên Victor muốn các con chuẩn bị kỹ càng. Tối đó, Cả bốn đều không ngủ nổi và sáng hôm sau đã đến gặp Hai Ne tại phòng học. Hai Ne nghe cả bốn nói Victor đã kể lại về hiểu nhầm nhưng Hai Ne muốn cả bốn suy nghĩ dưới tư cách của một nhà vua và bỏ qua vấn đề tình cảm. Nếu một tên tội phạm lẻn vào cung điện thì họ sẽ nghĩ gì? Rick trả lời thành thật là sẽ đuổi tên tội phạm ấy đi. Hai Ne có mục đích ban đầu là đến đây để đào tạo họ thành một vị vua xứng đáng, và một vị vua là không thể đưa ra quyết định với cảm xúc bị lấn át. Về Leon, cậu rất ngốc nhưng lại là một người biết tự nhìn ra điểm yếu của mình có khả năng và trí tưởng tượng phong phú hơn người nên cậu sẽ là một vị vua tốt. Còn với Lick, cậu là một người khiêm tốn, đối xử bình đẳng với mọi người và biết lắng nghe. Nếu làm vua thì sẽ làm nên một quốc gia mà không ai bị kỳ thị. Đến Bruno, là một người có kiến thức cao, chưa bao giờ bỏ bê nỗ lực cho học tập và có thể truyền đạt kiến thức cho người khác, có khả năng phán đoán và đưa ra quyết định tốt. Khi trở thành vua thì sẽ tạo ra một đất nước công bằng. Cuối cùng là Kai, người có trái tim vị tha và sức mạnh vượt qua nghịch cảnh. Nếu thành vua thì sẽ dùng sức mạnh để đem lại yên bình cho muôn dân giờ thì bài học cuối đã kết thúc chiều đó hai ne đã chính thức rời khỏi cung điện và đến tối thì victor đã đến gặp bốn đứa con victor thấy cả bốn đều không vui và cho biết gia sư mới do bá tước josen chọn sẽ đến victor chỉ hy vọng bốn đứa con sẽ hòa hợp được với gia sư mới nhưng cả bốn đều không chấp nhận người nào ngoài hai ne do hội đồng chưa quyết định được người dạy nên cả bốn muốn đưa ra ý kiến trước hội đồng và cố chứng minh hai ne là người hoàn hảo cho vai trò này vì gia sư hoàng gia phải là người đưa ra ý kiến giúp cho các hoàng tử trưởng thành đến mức phù hợp cho ngôi vua và cả bốn chỉ cần chứng minh bản thân đã đủ trưởng thành thì hội đồng sẽ phải đồng ý cả bốn đã cùng nhau tìm tòi và làm ra một bài thuyết trình đủ để khiến hội đồng nghe theo victor cũng vui vì các con của mình cố gắng như vậy hai ne đã trở về nhà thờ victor đã đến chào hai ne một câu và cho biết chiều nay sẽ có cuộc họp chọn ra gia sư mới và bốn vị hoàng tử của chúng ta đang dự tính gì đó hay ne muốn victor cản đừng để cả bốn làm gì ngốc nghếch nhưng victor sẽ không làm mà nếu muốn thì hai ne có thể đến xem tại cuộc họp lúc này Rosen đã đề cử một người mà hội đồng đều có vẻ ưng ý nên định chọn luôn thì bốn hoàng tử đến. Họ không được quyền đề cử người dạy nên chỉ đến để giới thiệu người đó. Nhưng kể cả vậy thì hội đồng mới là người được quyền quyết định có được hay không. Họ đề cử hai nay trở về, nhưng hai nay bị tên Rosen phơi bày rằng quá khứ là một tội phạm. Cộng thêm việc hai nay không có bằng cấp khiến hội đồng càng bất bình hơn. Nhưng cả bốn đã phản biện lại rằng con người ai cũng có sai lầm trong quá khứ và ngay lúc này thì họ đang suy nghĩ dưới tư cách là người thừa kế tương lai chứ không phải là lối suy nghĩ trẻ con như trước cả bốn không muốn quyết định sai lầm để rồi ảnh hưởng đến đất nước. Cả bốn đã dùng bài học cuối mà Hai Ne dạy để tuyên bố nó là mục tiêu mà cả bốn hướng đến khi trở thành vua. Và chỉ nhờ Hai Ne thì họ mới nhận ra điều đó. Bài phát biểu của họ đã được người anh cả tán dương và vỗ tay. Hai Ne ở trên nghe được cũng không khỏi xúc động. Lúc ra khỏi phòng họp, Victor đã gặp lại con trai trưởng và cả bá tước Rosen. Anh cả rất bất ngờ khi bốn đứa em đã trưởng thành rõ rệt như vậy. Do đã đến lúc bỏ phiếu nên Victor vào lại anh cả cũng ngăn cấm Jason không được can thiệp vào việc này nữa vì anh ta muốn cạnh tranh công bằng với các em, ngày hôm sau, gia sư Hoàng gia đã đến dạy, bốn anh em đều vui mừng và chào mừng sự trở lại của Haine Sensei.